Chàng ơi rượu giao bôi tiện thiếp xin dân à. Người yêu ơi nhớ qua lời khuyên cung, kể từ hôm nay ta vui buồn mặn nồng sớ chia. Mong cho mai sau đôi ta bên nhau đến ngày răng long ba tóc. Những tình buổi ban đầu mãi đậm đà đến ngàn thu sau. Dạ quân tử nhủ lòng thương, thiết nguyện một đời giữ câu ban tùng tư đức. Xin giữ phận vợ hiền trọn đời cử án tê ly. Nàng chớ qua từ hạ mình dù giông bão có khổ vàng, ta nguyện trọn đời yêu mãi tiếc ra. Nàng có ra sao ta vẫn quý yêu vẫn kính trong nàng. Phải đâu ông bước vô tình đổi lòng phụ phàng. Đêm nay ta muốn thật say, say men rượu lẫn men tình, để đêm nay sẽ là đêm kỷ niệm, ngàn ngày sau ta vẫn nhớ mãi đêm này. Tần nương, dạ. Nàng hãy cùng ta uống cạn chén giao bôi, để chúng ta bước qua ngưỡng cửa của tình chồng vợ. Uống. Phu quân, trước phút giây định mệnh, để buộc ràng thái số phận với nhau, khi có đôi lời muốn phân bài cùng phu quân, xin chàng đẹp ý. Được nàng, nàng có chi cứ nói. Ta tuy hai nhưng đã là một, kể từ đây có còn gì mà phải e ngại chứ. Phu quân ơi, trước lúc bài phân xin phu quân nhận cho thiếp một lại này, để gọi là tình tấm mặn nghĩa cao. Duyên phận lỡ làng qua đã tàn sắc, vì nghịch cảnh đau thương đành lối đạo tòng phu. Nào phải đâu trắc nết lăn loạn, dối gạt nhau để trọn đạo vợ hiền. Thà sự thật phân giải buổi đầu, để mặc tình chàng ghét thương. Nàng nói sao bỗng tiên là bén tay phàm à? Ta hy vọng đây không là sự thật, để ta gọi phải ngỡ ngàng, lỡ khóc cười đến tận hồn. Sự thật là đây chớ nào phải mộng, qua đã tàn trước lúc vô quy. Và đây mảnh khăn đã nhuộm máu hồng, dùng để đánh lừa chàng tỏ mình trắng trong. Tuyết Kha, mảnh khăn trắng đã nhuộm sẵn máu hồng. Người ta đã coi tôi là một thằng khờ đến mập mờ, đã đánh lận một thằng ngu. Nghĩ ngực cười thay cho lòng dạ thế nhân, thật uổng công cho ta bao năm chờ tháng đợi mà. Chị cứ
sở tình thiếp đã bài phân. Tùy lượng chàng thương ghét, đục chiều trong nhà mười hai bên nước. Ôi đi, trời ơi, ta chẳng đi khóc ai cười cho sự việc hôm nay nè trời. Tiếp quỳ xuống đây à, xin chàng cứ đổi trần lôi đình, để cho biết được nghe lòng thanh thản. Bởi nghịch cánh vô ngàn phải chi nàng cứ qua mặt ta đi, có lẽ lòng ta được nhẹ nhàng thanh thản, để ta không bị một bóng ma từ đâu ám ảnh biến lễ tân hôn thành đám tang đưa tiễn một linh. Nến lung linh nhỏ từng giọt lễ ngồng, hay những giọt máu của tim ta tuôn đổ khóc cho một mối tình chưa hợp đã tan. Vừa lắm trận tình ta đã thọ thương, sự thành thật của nàng như một mũi tên đã buông chung vào tim ta rương máu. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người được diễn thích ngay đêm tận hồn đã bị phụ phần. Ta cảm ơn nàng đã thành thật với ta, nàng cố tình nói ra cho ta bị xúc phạm, cho nàng được giữ tròn trinh tiết với một người duyên phúc hơn ta. Chí Cương, tôi có lỗi với anh, xin anh cứ đối xử cách nào tôi cũng cam chịu, chỉ xin anh đừng làm khổ cha mẹ của tôi. Không, họ đã đánh lừa tôi bằng danh phận của một nàng quận chúa, họ còn khinh tôi đến độ xem tôi là một thằng ngu. Chí Cương, không, tôi không đủ rộng lượng để mà tha thứ cho họ đâu, mà họ phải đền lại cho tôi những mất mát nhục nhã một đời. Nàng phải trả lại cho tôi những gì mất mát, những nỗi nhục nhằn mà gia đình này đã tạo ra, gieo quả cho dòng họ La. Dù chưa chung phòng cũng chồng vợ với nhau, anh nỡ lòng nào mà chẳng xót đau sao. Có ai thương tôi mà tôi phải dung tình, tôi muốn mọi người cùng chung hưởng với tôi. Gia nhân đâu? Mau sang mặt Dương gia và Phước Tấn sang đây cho ta hỏi tội. Chí Cương ơi, em lại anh mở Chí Cương. Hãy giang ra, đừng đụng chạm đến ta có đàn bà chắc nấp, một quận chúa thanh triều mà đức hạnh còn thua một tiện dân hèn hạ. Trời ơi, đứng ra, nàng hãy trong mắt xem La Chí Cương này trả hận. Chí Cương, Chí Cương. Đó, mọi việc tôi đã trình bày tất cả rồi, bây giờ thì các người định ăn nói làm sao với tôi đây chứ? Chí Cương con, thôi ông đừng gọi tôi bằng con nữa, tôi chưa có cái gì liên hệ với gia đình họ Dương, ông hãy dành tiếng đó cho người khác đi. Thôi được, là thiếu gia, nếu như thiếu gia cho rằng vợ chồng tôi có ý gạt gẫm cậu thì ngay bây giờ cậu dừng lại cũng chưa là quá muộn mà. Các người nói như vậy mà nghe được sao? Nhà họ La của chúng tôi đã tốn bao nhiêu là công sức để rước về đây người con gái hư hèn, sự nhút nhơ này nào phải của chúng tôi, sao lại bắt chúng tôi gánh lấy thiệt thòi này mà xui gia. Gia đình chúng tôi sẽ hoàn trả lại mọi lễ vật trước đây cho em đẹp đôi đàn. Tôi biết, tôi biết.
biết là Dương gia có lắm của dư tiền, xính lễ bạc vàng có thể một đền hai. Nhưng có một thứ mà các người không sao bù lại, là danh gia nhà họ La lấy chi để đền bù. Sự xấu xa hư đốt là của các người, vậy mà còn cố tình không lừa gạt chúng tôi. Thưa mẹ, mọi việc xấu xa là do con, tất cả con đã quỳ xuống đây và nhận tội tình. Cha mẹ con chẳng có tội gì, xin mẹ nghe lời cho. Sao cô bảo là cha mẹ con chẳng có tội à? Vậy mạnh dạy kia ai bài cho cô lừa gạt? Là biết con hư sao mà còn đem gả cho người? Mỗi nhỡ đầu dây do chính họ đã sắp bài, đem sự nhân nhúc của mình giáng xuống gia đình họ là. Tuyệt khả ơi, ta hối hận là ta đã không giết con. Nên hôm nay ta phải nhận sự khinh miệt của thằng con nít. Phải rồi, vì các người nghĩ rằng thằng con nít này dễ lừa gạt lắm mà ha, nên các người mới đem một nàng quận chúa hư đốn mà gả cho một thằng con nít. Kẻ bạc đầu làm như vậy thì hỏi sao thằng con nít này kính trọng được chứ. Tôi tiếc là mình đã quỳ lại một thằng con nít như tôi. Trời ơi, Dương gia, xin Dương gia hãy giữ gìn sức khỏe của mình trước đã. Cậu Chí Cương, mọi việc xảy ra vợ chồng tôi nhận mọi phần lỗi. Xin cậu và La phu nhân cho tôi nhận con Tuyết Kha về. Đích thân tôi sẽ quỳ lại cậu. Hả? Dễ dàng như vậy được sao? Nếu như sự nhận tội của các người có thể làm cho cặp sừng của tôi rớt xuống thì tôi cũng không cố chấp. Đằng này nhà họ La tôi đâu có phải gánh lấy cái nhục này chứ. Các người thử nghĩ lại coi. Để theo cậu chúng tôi phải làm sao cho cậu vừa dạ? Tội con gây ra xin để cho con gánh chịu. Nỗi nhục của anh tôi đuổi bằng mạng sống, sẽ lấy giọt máu mình rửa nhục cho nhà họ La. Tuyết Nhi, câu chuyện hôm nay sắc rối như vậy, con đừng cố tình tạo thêm nỗi khổ cho mẹ nha. Mẹ xin đừng để chúng tôi mang tiếng giết người. Hạng gái như vậy mẹ còn giữ lại làm chi? Tuyết Kha ơi, nàng có chết dạng lần ta cũng chưa vừa dạ. Ta chỉ muốn bấm dầm con tim của nàng để thử xem nàng đang giữ bóng hình ai trong đó. La Chí Cương, sự căm thù của anh đã dâng cao, như bão giông sẽ nhận chìm tất cả. Còn tôi bây giờ những thân phận chiếc quyền năng. Thôi bão giông, hãy nhận chìm đi con thuyền đi dịu cơn tức giận. Xin đừng để lý phiền cho những người bên cạnh của tôi. Tuyệt khơi, sự ngang nhiên bình thản của nàng đón chờ cái chết chỉ làm cho lòng ta thêm căm tức. Sự thách thức của nàng khiến lửa giận trong ta như bừng lên muốn đốt cháy thân xác nàng thành cho bụi. Để cho lòng ta không còn sôi trào lửa hận, một mối hận quá chua cay mà ta phải hứng chịu trong đêm hôn lễ. Ta đã được nàng ban tặng cho một sự nhục nhã ê chề. Nàng có biết rằng ta đã mang tất cả lòng háo hức của bao tháng đợi năm chờ một giây phút này. Ta muốn làm cái đầu tiên bẻ khóa động đầu, tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của một đóa hồng khoe sắc. Đóa trà mi đã dập diều ông bướm, cửa vườn xinh cũng mở ngõ từ lâu rồi. Rồi bây giờ nàng lại thách thức với ta, bình thản ngang nhiên đón chờ cái chết à? Không, nàng muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ta muốn nàng phải sống, sống để trả nợ cho ta. Nàng có hiểu không? Nàng có hiểu không? Món nợ tình quá lớn mà vừa đặt bước vào đời ta đã bị tự thương. Chết bây giờ đối với nàng là cách vẹn toàn hoàn mỹ nhất. Nhưng không, không, nàng còn nợ ta nên nàng chưa chết được. La phu nhân, vợ chồng tôi rất ân hận những việc vừa qua. Chúng tôi chân thành xin lỗi bà và La phu gia.
chúng tôi xin đem con thứ Kha về, rồi mọi thứ tổn vượt qua, vợ chồng xin hoàn lại. Dương gia, Dương gia và phu nhân cứ nghĩ như vậy là vẹn toàn sao? Vậy theo ý phu nhân, vợ chồng tôi phải làm gì cho bà vui già? Vui vui thì chắc là sẽ không có việc đó rồi. Nhà họ La chúng tôi đã mất mát quá nhiều, giờ dù gì thì Tuyết Kha cũng là người của La gia tộc, xấu đầy tốt khoe cũng không nên để lộ ra ngoài. Tại số phận thằng chỉ thương nó phải ăn đồ thừa có thiên hạ, dẫu đăng cai cũng ráng ngầm khổ hờn. Nếu xấu xa này không nên để lộ ra thì còn gì danh dự nhà họ La. Con hư cũng tại phần cha mẹ, vợ chồng tôi xin nhận lại Tuyết Kha, hao tổn kia chúng tôi xin bồi hoàn. Tôi đã nói rồi, ý muốn của nhà họ La không mai trước nhằm của thừa của thiên hạ, xấu tốt gì thì cũng ráng chịu mà thôi. Tuyết Kha đến đây không thể quay về, hiện trong nhà chúng tôi biết dàn xếp với nhau. Là phu nhân nói thế có nghĩa là Tuyết Kha đã là người của họ La, chúng tôi sẽ biết cách lo liệu. Xin Dương gia và Phước Tấn cứ yên tâm quay về đi, và kể từ đây cũng không qua lại nữa. Tôi muốn rằng kể từ đây hai người cũng không nên lui tới nữa. Này Tuyết Kha, đã gả cho nhà họ La thì số phận của ấy hoàn toàn do chúng tôi quyết định. Đã không còn gì để bàn nữa. Lão Tam đâu? Tiễn khách. Cha, mẹ, xin cha mẹ hãy bảo trọng, đừng lo gì cho con nữa. Con đã làm cho cha mẹ chị nhục nhà hôm nay, là tội báo thiếu con trọn đời không trả được. Tuyết Nhi, con nên bảo trọng, cha mẹ về. Khoan đã, Tuyết Kha, cô bây giờ đã là người của họ La, tôi muốn dựa nơi đây có mặt cha mẹ của cô. Cô phải thề đoạn lìa với quá khứ và trung thành suốt kiếp với nhà họ La. Cô thề đi. Có cần như vậy không cậu chí thưa? Cần lắm chứ. Chúng tôi không muốn trong La phủ phải nuôi dưỡng một người mà lòng dạ gửi cho kẻ khác. Được, tôi sẽ thề. Tôi thề đây, trên hoàng thiên, dưới hậu thổ, giữa có thánh thần, xin hãy minh chứng cho lòng dạ của Tuyết Kha. Thề trọn một đời, một kiếp này đây sẽ quên hết chuyện xưa. Dầu cho phải dầu dài nắng mưa, hoặc đêm mật nằm gai, Tuyết Kha tôi cũng không than quán một lời. Mẹ tưởng đâu ai đâm trúng tim mình. Mẹ ơi, một lại này con xin từ ta, mẹ cha hãy rộng tình tha cho con. Tội bất hiếu ơn dưỡng nuôi sánh như trời biển, vậy mà con chưa một ngày đền đáp chút ơn vậy. Tội của con đã làm cho cha mẹ ngẫm sâu, xin mẹ cha hãy giữ gìn thân thể, đừng bận lòng hãy cầm bằng con trẻ đã xuống đôi. Mẹ cha đã sanh con không tật nguyện mất mát, nay con đã bất hiếu xem thường thân thể của con. Chẳng qua con muốn lập thề yên lòng cha mẹ để mai biển xương kia không còn chút lụy đeo sầu. Mẹ cha ơi, dầu cho La phủ có chung cổng cao tường, hào sâu chớn chở lớp lớp tiếp tầm muôn vạn gia nhân, con chỉ giữ
được phá thân này chớ không bao giờ giam giữ được lòng con. Tuyết Kha con lá không nhuộm sương lá không đỏ mai đợi đông về mai đơm qua ngọc dùi trong tiết người sắc ngọc xa cách muôn trùng em vẫn bên anh. Thiết tha ta xin tặng người mộng mơ ôm ấp bấy lâu những đêm cô đơn lạnh lùng lòng thầm mơ chúng sao mãi vẫn pha tháng năm trôi qua lạnh lùng tình ta ai có hay chăng áo mong ơi lúc nào em cũng nhớ anh cũng yêu anh và vẫn mong muốn ở bên anh đã lâu ta luôn mơ mộng được như trăng sáng mãi soi tới nơi xa thăm phương trời để cùng mãi dệt những dân thơ của Tuyết Kha và cổ áo mông rồi sẽ ra sao và đứa con kết quả của mối tình ngang trái sẽ như thế nào xin mời quý vị khán giả đón nghe kịch bản sắp phát hành Trọn Giấc Mộng Tình tức Tuyết Kha phần kết.